SCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Với thành tích không tốt của đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, huấn luyện viên Letier phải chịu nhiều sức ép từ giới truyền thông cũng như người hâm mộ nước này. Tuy nhiên, khi thành tích của đội tuyển Trung Quốc đang tốt dần lên, ông Letier lại bất ngờ xin từ chức. Mới đây, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin huấn luyện viên Letier đã nộp đơn từ chức khỏi đội tuyển quốc gia nước này. Đây là thông tin khá bất ngờ dù đội tuyển Trung Quốc không có thành tích tốt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhưng họ đã chơi tốt hơn trong hai trận đấu gần đây nhất, đều hòa trước Oman và Australia. Ngoài sức ép phải nhận do thành tích yếu kém, nguyên nhân khác dẫn đến quyết định từ chức của huấn luyện viên Letier là mối quan hệ xấu đi của vị chiến lược gia này với Liên đoàn bóng đá Trung Quốc. Cùng với đó, vị huấn luyện viên 44 tuổi này còn bị chỉ trích vì những hoạt động quảng cáo trong thời gian qua, ảnh hưởng đến lợi ích của các nhà tài trợ đội tuyển Trung Quốc. Nếu chấp nhận đơn từ chức của Letier, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sẽ không phải bồi thường cho vị huấn luyện viên này, dù hai bên còn hợp đồng đến năm 2026. Cơ quan này dự kiến bổ nhiệm Li Xiaopeng để thay thế Letier trong thời gian tới. Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới.